Kia Sorento 2023 vừa mới cập bến tại các đại lý Việt, tăng sức cạnh tranh lên Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner. Kia Sorento phiên bản mới đây sẽ là đối thủ nặng ký của Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner đã cập bến đại lý Việt Nam và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Kể từ khi trình làng tại thị trường Việt Nam, sức hút của Kia Sorento thế hệ mới nhất đã giảm đi phần nào so với các đối thủ do Thaco chỉ trang bị cho mẫu xe này logo cũ. Không ít người dùng đã phải bỏ ra số tiền khá lớn để tự nâng cấp, thay thế bộ logo mới trên mẫu xe cũ. Thế nhưng mới đây, loạt xe Kia Sorento phiên bản nâng cấp 2023 đã được Thaco trang bị logo mới đã bất ngờ xuất hiện tại đại lý. Diện mạo của mẫu xe này đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ được trang bị logo mới. Như vậy, sau các mẫu xe như Kia Carnival, Kia Seltos, Kia Soulnet, Kia K5, Kia K3 và Kia Soul Uto, thì Kia Sorento đã trở thành mẫu xe tiếp theo sở hữu logo mới của hãng xe Hàn Quốc. Hiện tại, chỉ còn Kia Rondo và Kia Morning là vẫn còn đang dùng logo Kia cũ. Các trang bị đi kèm trên Kia Sorento 2023 không có gì thay đổi nào đáng kể, do đây chỉ là phiên bản nâng cấp với logo mới. Bên trong khoang cabin, Sorento mới đem tới cho khách hàng các lựa chọn về các màu nội thất đen, bi hoặc kết hợp hai tông màu đen và trắng. Kia Sorento thế hệ mới sẽ có kích thước nhỉnh hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, xe sẽ có chiều dài cơ sở 2815mm với kích thước tổng thể lần lượt là 4810x1900x1700mm. Kia Sorento mới vẫn sử dụng động cơ dầu diesel Smart Stream 2.2 lít với công suất tối đa 198 mã lực, kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt hoàn toàn mới. Tùy chọn thứ hai là động cơ xăng Smart Stream 2.5 lít đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn trên Kia Sorento khá được chú ý với cảm biến trước và sau, cân bằng điện tử, camera lùi, khởi hành ngang dốc 3EBD, phanh ABS. Trong khi đó, các bản cao cấp được bổ sung thêm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm trước, camera 360. Tại Việt Nam, Kia Sorento là đối thủ cạnh tranh với Mitsubishi Pajero Sports, Honda CR-V, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.